Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Nếu như các bạn đã theo dõi kênh YouTube của bên mình một thời gian rồi thì các bạn cũng biết là vào khoảng thứ hai đầu tuần, Linh Kiện Store thường mang những dòng sản phẩm loa kéo ra ngoài công viên để test âm thanh cho các bạn. Thì ngày hôm nay vào khoảng khung giờ thứ hai này thì bên mình cũng mang một dòng sản phẩm loa kéo. Tuy nhiên thì hôm nay là đặc biệt hơn một chút là Linh Kiện Store mang một dòng sản phẩm loa 5 tấc. Tại vì sao? Bởi vì là thứ nhất là gần Tết rồi, chúng ta phải chơi lớn lớn hơn một xí. Thứ hai nữa là cũng theo như yêu cầu của nhiều anh em là mình muốn test những cái dòng sản phẩm nó công suất lớn hơn nữa. Thì ngày hôm nay chiều theo ý của mọi người thì bên mình sẽ mang một dòng sản phẩm. Đó chính là dòng sản phẩm Alokio AL18. Không để các bạn chờ lâu thì bây giờ mình sẽ test âm thanh của dòng sản phẩm này luôn nhé. Rồi, đầu tiên các bạn có thể thấy mặt lưới của dòng sản phẩm Alokio AL18 này khá là lớn, cho nên là nhìn bằng vào ống kính thì có thể nhìn thấy được là chi tiết ở bên trong loa. Mình sẽ nói một chút về thông số. Đầu tiên là mặt bát, các bạn có thể thấy đây là dòng bát 5 tấc. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem này. Đó, 2,5 gang là 5 tấc. Trang bị một loa chép và một loa trung. Loa trung thì mình thấy cũng khá là to. Với công suất khoảng tầm hơn 800W cộng với lại một mặt bát 5 tấc, một loa chép và một loa trung. Giá bán hiện tại trên thị trường em này đang là 6,8 triệu. Thì mình thấy là với cái giá này khá là mềm so với lại những cái dòng 5 tấc. Như các bạn cũng đã biết thì thường Linh Kiện Store thường có những cái mẫu loa kéo 5 tấc. Tuy nhiên thì giá của nó lại khá là cao, tầm khoảng từ 8 triệu đổ lên. Thì đặc biệt là với cái dòng Alokio này, như thương hiệu cũng đã định sẵn trước là giá nó sẽ rất là rẻ. Thành ra là đây cũng là một cái dòng sản phẩm mà mình nghĩ là nếu như những người mà mình ưa thích những cái dòng mà cao hoặc là công suất lớn thì mình nên tham khảo mẫu này. Tại vì Alokio người ta ra rất là ít mẫu, cho nên là người ta sẽ chăm chút vào cái sản phẩm của người ta nhiều. Chỉ là có một điều là mình không thích ở cái dòng Alokio này là cái mic của nó mình thấy nó không có được tốt giống như là những cái dòng khác. Còn về phần âm thanh thì mình thấy là rất là ok. Rồi, về phần mặt sau của loa là sẽ có một cái thiết kế về bo mạch. Thì đây chính là cái bo mạch của dòng Alokio AL18 này. Thông thường á, những cái dòng sản phẩm trước của Alokio là bo mạch phía bên hông và khá là nhỏ. Mình thấy là nó khoảng tầm một nửa như đây thôi. Nhưng mà bo mạch ở bên này thì mình thấy rất khá là lớn. Đầy đủ cho mình tất cả các phím, tất cả các nút tinh chỉnh ở đây luôn. Có volume này, rồi chép bass này, guitar, volume của mic bass, mic chép. Đặc biệt là với vòng này thì mình sẽ có thêm echo, refit và delay. Thì thường á, thì là loa thì mình chỉ thấy là echo với delay thôi. Tuy nhiên thì với cái dòng Alokio này nó có thêm một cái refit nữa để mình nghĩ là nó cải thiện hơn về cái phần micro. Do mình cũng nói từ đầu rồi là micro của hãng này mình thấy nó không có được tốt lắm, tại mic của nó là làm bằng mic nhựa. Thì để bù đắp cho cái việc đó thì chắc là hãng sẽ bù bằng gọi là một cái chi tiết ở bên trong này để nâng cái tiếng mic lên cho nó tốt hơn. Phía bên trên của bảng mạch thì cũng như là các dòng khác là sẽ có một cái bảng mạch LED này để hiển thị hai tính năng, đó là light là cũng sử dụng USB và thẻ nhớ, và tính năng thứ hai là tính năng để sử dụng Bluetooth, các nút tinh chỉnh cho USB và thẻ nhớ. Bên dưới đây thì cũng có hỗ trợ các cắm cổng AV, in out, rồi hai cổng cắm nhạc cụ và hai cổng cắm micro thêm dạng jack 6 ly. Bên này thì cũng có cổng cắm 220V theo jack số 8 và một bên là cổng sạc bằng bình ắc quy. Rồi tiếp theo là đến phần phụ kiện của dòng loa này thì như các bạn cũng có thể thấy là hãng có thiết kế cho mình hai cái chỗ để micro. Thì thay vì là cái hộp mic như các thương hiệu khác trang bị thì hãng này có để cho mình hai cái chỗ để gắn mic, cũng khá là tiện lợi để cho mình vừa có thể hát rồi mình cắm vào đây để đỡ quên. Với những khách nào mà hay quên thì cái này cũng là một điểm cộng cho cái dòng loa Alokio này. Về phần micro thì hồi nãy mình có cung cấp thông tin cho các bạn là mic này là mic nhựa, nhưng mà thực chất là mình thấy là mặc dù vỏ ngoài của nó là vỏ nhựa nhưng mà nó khá là nặng và nặng cũng tương tự giống như là mic kim loại bình thường. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi nè. Về kiểu dáng thì Alokio tất cả các dòng của người ta đều thiết kế theo một cái kiểu mic này, giống như là dòng Arnott đấy, người ta lại làm một cái dòng mic chuẩn như vậy. Đầu mic ok, mình thấy cũng nặng. Tuy nhiên thì thật ra là mình khi mà mình hát á, mình có test thử cái dòng này rồi thì Alokio mình thấy hát âm thanh nó không có được hay giống như là những cái dòng mà tầm cùng giá tiền. Tại vì người ta hướng đến là loa nghe nhạc, cho nên là các bạn thấy đó, dòng loa mà 5 tấc
mà chỉ có 6,8 triệu thôi, thì người ta sẽ đầu tư vào phần nhạc. Mình thì đảm bảo cho các bạn là phần nhạc hay. Rồi về phần phụ kiện thêm thì hãng có trang bị cho mình là thêm một cái dây sạc, một cái remote, và cuối cùng là một tờ phiếu bảo hành của Alokio. Đây, thì các bạn lưu ý nhé, hàng chính hãng của Alokio thì sẽ có một cái tờ phiếu bảo hành như thế này, và phía đằng sau này là sẽ có, chắc ở ngoài nắng các bạn không có thấy rõ rồi ha. Thì anh lật xuống này đó. Rồi ok, mình sẽ lật xuống đây như này một xí cho các bạn nhìn thấy. Thì thật ra cũng không còn quan trọng lắm. Đây là danh sách những cái trạm mà có bảo gọi là bảo hành cho Alokio. Nếu như các bạn mua hàng ở Linh Kiện Store mà mình không ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy coi ở trên đây, mình thấy khá là nhiều, tới 28 trạm trải dài từ Bắc đến Nam luôn. Các bạn lưu ý nha, là cái phần về phiếu bảo hành này á, là hàng chính hãng sẽ có tờ phiếu bảo hành này. Còn nếu như những cái địa điểm mà các bạn mua mà không có tờ phiếu bảo hành này thì có thể là hàng nó không có được đảm bảo là hàng chính hãng đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ test âm thanh của em loa Alokio AL18 này. Thì cũng như là những dòng khác, mình sẽ test hai thể loại nhạc và hát karaoke trực tiếp trên dòng loa này. Thì ở đây mình sẽ để volume ngoài trời, không khí thì hơi loãng một xí. Mình sẽ để là khoảng tầm volume 60, chép là 60, bass là 75 nha. Đó, ok. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ lung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày đấy ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không vượt qua được nhau. Sẽ test đến dòng nhạc thứ hai là nhạc trữ tình nha. Cho các bạn xong âm thanh của em loa Alokio AL18 này. Thì như các bạn có thể nghe thấy là tiếng mình test cả hai dòng luôn, là remix và cả nhạc trữ tình, thì đều rất là hay. Về phần nhạc remix thì mình không nói rồi, tại vì bass nó lớn cho nên nghe âm thanh rất là chuẩn. Còn về phần nhạc trữ tình, mình thấy là ở đây thường thì những cái dòng bass lớn nó sẽ bị thiếu cái chép,
Tuy nhiên thì cái dòng này mình không hề chỉnh lại chép luôn, nhưng mà âm thanh chép nghe nó vẫn rất là nét, căng luôn. À, nói chung là về phần mà âm thanh của con này thì cũng không có gì bàn nhiều, do nó cũng hay rồi. Và bây giờ mình sẽ test đến là âm thanh của dòng karaoke hát mic trực tiếp ở trên em loa này nha. Alo, 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 alo. Đã có những khi anh đã sai, nước mắt của em đang nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh tại sao? Có lẽ bởi anh đã làm em không vui, cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn, để em vội vàng bước đi lạnh lùng. Lần sau thôi xin em thứ tha, em đừng khóc, hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm một lần nữa yêu, sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày. Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh, bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, chờ đợi em rất nhiều, từng ngày cố gắng vượt qua đêm. Qua đoạn test video vừa rồi thì các bạn có thể thấy á, về phần hát karaoke thì cái micro của em này xử lý chất liệu âm thanh mình thấy là không có được hài lòng cho lắm. So với những cái dòng loa bass 5 tấc khác thì em này hơi lép vế một xí. Tuy nhiên thì về phần âm thanh thì mình lại cảm thấy là nó nhỉnh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là mình test hai dòng nhạc mà cả hai mình đều để theo cùng một kiểu chỉnh hết. Thì về phần hát mà nhạc remix thì chắc chắn nó sẽ hay rồi. Nhưng mà về phần trữ tình thì như nhận định của mình là nó hơi thiếu chép. Tuy nhiên thì với cái dòng Alokio AL18 này, âm thanh ra cực kỳ chuẩn luôn. Các bạn có thể nghe thì các bạn có thể cảm nhận được là âm thanh nó tốt như thế nào so với là những cái dòng loa kéo 5 tấc khác. Một cái điểm thứ hai nữa mà mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái lựa chọn phù hợp với mọi người, đó chính là về cái phần giá. Một cái phần rất là ăn điểm của em này luôn là chỉ với giá 6.8 triệu thôi. Mình xin nhắc lại là những cái dòng loa 5 tấc khác bình thường á là phải tới hơn 8 triệu rưỡi. Tuy nhiên thì với cái dòng này nó chỉ 6.8 triệu thôi. Thì mình nghĩ đây là một cái khoản mình nghĩ khá là hay và khá là lời cho những bạn mà mình muốn mua loa kéo công suất lớn. Ngoài ra thì nếu những bạn mà mình yêu thích dòng loa này nhưng mà vẫn còn lăn tăn về phần micro thì các bạn có thể lựa chọn thêm những cái bộ mic rời có thể cắm vào ở đây, hoặc là bất kỳ những cái dòng loa nào khác đều có thể sử dụng được. Thì cái bộ mic đó có thể chỉnh được bass chép cho các bạn luôn. Thì nó sẽ cải thiện hơn nhiều so với lại những cái mic mà hãng có trang bị ở đây. Thì những cái bộ mic đó bên Linh Kiện Store cũng sẽ có kinh doanh, cho nên là các bạn hãy cứ click vào website của bên mình linkkienstore.vn thì sẽ có rất là nhiều bộ mic cho các bạn tham khảo. Còn bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Thì mong rằng là video này sẽ giúp cho các bạn có thêm một sự lựa chọn mới về dòng loa kéo 5 tấc công suất lớn mà giá cả rất là ok. Nếu các bạn yêu thích video này thì các bạn đừng quên bấm like cho kênh YouTube ở bên mình để Linh Kiện Store ngày càng phát triển, ngày càng giới thiệu đến cho các bạn những mẫu sản phẩm loa kéo chất lượng âm thanh tốt hơn, đặc biệt hơn và giá cả thì phù hợp hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có quan tâm đến mẫu sản phẩm loa kéo này hay những sản phẩm loa kéo khác thì các bạn hãy liên hệ đến số hotline 0901 814 818. Vẫn câu nói cũ thôi, là nhân viên bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.